oan trái với oan gia trái chủ. Vì nhiều lý do, chúng con đã ít nhất là một lần nạo phá thai. Vậy xin Thầy chỉ dạy cho chúng con bây giờ chúng con phải làm gì ạ? Nạo phá thai đó là cái nghiệp rất khó tách rời khỏi chị em phụ nữ. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, nhất là Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó, mỗi năm trung bình có 206 triệu sự sống được sinh ra. Trong số đó đó có trung bình là 46 triệu trường hợp bị phá thai. Như vậy gần như là chiếm 1/4 diện tích, đây sẽ là tỷ lệ. Và người ta cũng thống kê rằng trong số 7 tỷ người trên hành tinh có trên 3 tỷ rưỡi người là phụ nữ, thì trung bình trong một đời người phụ nữ đó có tối thiểu là 3 lần phá thai. Như vậy là chúng ta đã vô tình hoặc cố ý kết thúc đi các cái mầm sống khi còn là một cái phôi thai trong bào thai của mình. Mà nguyên do của nó đó có thể gồm những điều như sau. Lý do một, làm nạn nhân. Nhiều chị em phụ nữ là nạn nhân của người thân mình hoặc là nạn nhân của những kẻ xấu cưỡng hiếp, đang khi mình thì không chấp nhận. Hậu quả là cái mầm sống đó ngày càng được lớn dần. Thì nhiều chị em phụ nữ rằng là nghĩ rằng đó là tôi hoàn toàn không chuẩn bị làm mẹ và cũng không hề chấp nhận người cha hiếp dâm đó, cho nên đó, sự sống này nên được kết thúc. Lý do hai, dị tật bẩm sinh. Nhiều bậc cha mẹ sau khi xét nghiệm giới tính và phát hiện ra đó ngoài cái giới tính mà mình không thích, còn thấy rất rõ là đứa con này nếu được sinh ra thì bị dị tật suốt đời, sợ chúng sẽ phải lệ thuộc vào người khác, khổ cả cuốc một vòng kiếp người, cho nên quyết định phá thai. Tình huống ba, lý do kinh tế. Quá nghèo, quá khổ, thiếu điều kiện, sinh ra thì cả mẹ lẫn con gặp nhiều khó khăn hơn. Tình huống bố, chưa chuẩn bị làm mẹ và cha, tức là do thói quen sống thử, ăn cơm trước kẽn, trải nghiệm trái cấm ở cái tuổi mà mình chưa đủ kiến thức để làm cha làm mẹ, chưa đủ kinh nghiệm để có thể nuôi nấng con cái, thì khi và phát hiện ra có thai quậy muốn thì cha mẹ của bé gái đó thường bắt buộc con của mình phá thai. Tình huống cuối cùng đó là loại trừ. Có những trường hợp đó, bác sĩ cho biết nếu tiếp tục để bào thai trong bụng của người mẹ thì cả mẹ lẫn con đều có thể bị chết, hoặc là con chết hoặc là mẹ chết. Trong tình huống này phần lớn các y bác sĩ khuyên là hãy phá thai để giữ sự sống của người mẹ, và khi người mẹ còn sống thì người ấy có thể tạo ra mầm sống lần thứ hai, lần thứ ba trong tương lai. Trong các tình huống vừa nêu, tình huống cuối cùng là dễ được thông cảm và chấp nhận nhất. Các tình huống còn lại đó, chúng ta nên trao cái quyền được sống đó ở các phôi thai này cho những cái trung tâm cô nhi và những thành phần sẵn sàng mở lòng từ bi để cứu giúp. Trong vũ trụ này đó, nó thường diễn ra một cách nghịch chiều. Người muốn có con thì lại dương vào các chứng bệnh vô tự. Kẻ không muốn có con và cũng không muốn có trách nhiệm vì con thì lại sanh con đồng, con đàn, cháu đống. Thì đó là cái nghịch cảnh mà làm cho con người trở nên khổ sở. Thay vì mình không sẵn lòng làm mẹ, làm cha cho một mầm sống nào đó, thì chúng ta hãy tặng cái quyền đó cho những người khác làm con nuôi. Thì bằng cách này đó, ta cũng không phải bận tâm, nhưng mà người khác có cơ hội để được hạnh phúc. Còn giết người với hình thức là một bào thai
thì chúng ta phải mang nghiệp. Mà khi mang nghiệp á, thì chúng ta phải trả quả. Điều mà chúng ta cần phải nhận thức á, là việc phá thai không tạo ra tình trạng gọi là quan trái hay là quan giai trái chủ như câu hỏi vừa nêu. Lý do như sau: các cháu về trong bào thai đó, vì là chưa trưởng thành cho nên đó ý thức hoàn toàn chưa phát triển, do đó không có tâm niệm hận thù, tâm niệm vướng kẹt, tâm niệm trả đũa. Sau khi bị kết thúc sự sống do người mẹ phá thai hoặc do bất cẩn mà bị sảy thai, thì các thai nhi đó lập tức tái sanh theo nghiệp, tái sanh liền ngay lập tức thôi. Cho nên là các bậc cha mẹ đó không cần phải làm lễ cầu siêu làm gì sau đó. Cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm là nếu đó là phá thai thì ta phải gieo nghiệp bảo vệ sự sống để chuyển cái nghiệp xấu này. Ví dụ việc phá thai đó đã diễn ra 40 năm trước, 30 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước hoặc là năm trước. Bây giờ mình có hối hận thì chịu cũng đã rồi, ra rút lương tâm chi dẫn đến khổ. Thì đạo Phật dạy chúng ta đó là gieo nghiệp, đó là sự sống đối lập lại với sự sát nghiệp này. Đó là chúng ta bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sinh thái, thương yêu con người, động vật. Chúng ta đi làm từ thiện tại các trung tâm người già, người tàn tật, trẻ mồ côi, rồi những thành phần dị tật bẩm sinh. Thì việc mà mình chăm chút sức khỏe bằng cách này bằng cách khác đối với các thành phần đó sẽ giúp cho chúng ta chuyển được cái nghiệp sát, và nghiệp sát đó có cơ hội được kết thúc. Còn không làm công việc này thì dầu cho có tụng 100.000 thầy kinh, niệm 100 triệu danh hiệu Phật, lại Phật tỷ lại từ kiếp này sang kiếp khác, thì nghiệp sát đó vẫn còn nằm y nguyên. Cho nên chuyển nghiệp là hành động cao quý mà Đức Phật thường dạy chúng ta làm ở trong kinh. Cho nên những tình trạng mà người mẹ bị ám ảnh, bị ác mộng, nghĩ rằng là đứa con đó theo báo quán mình, cái đó chỉ là hoang tưởng hoặc là do hiểu sai, có gốc rễ từ mê tín dị đoan mà ra. Ngày nay đó thì cũng có một số chùa ở trong nước, một số chùa ở nước ngoài tổ chức cầu siêu thai nhi. Đây là sự bài vẽ không cần thiết vì trái lại với lời Phật dạy. Từ đó giờ đâu có, mới gần đây thôi. Mà cầu siêu thai nhi đó thì thu hút được rất nhiều chị em phụ nữ đấy. Vì chị em phụ nữ nào ít nhiều cũng phải có 1-3 lần phá thai. Mà khi tham dự cái lễ cầu siêu đó rồi đó, về là sống không bình an. Trước đây đó mình đã quên nó rồi, cái chết đó khép lại rồi. Bây giờ nó nhắc lại làm cho chúng ta rai rất lương tâm, ngủ không yên, ăn không ngon, rai rất hoài, mệt. Cho nên tốt nhất là các quý Phật tử không nên đi tham dự các khóa lễ cầu siêu cho thai nhi. Tuy nhiên phải chuyển nghiệp. Nếu mình đã từng phá thai 10 lần thì bây giờ mình phải gieo nghiệp sự sống 10 lần, nó phải ngang bằng thì nghiệp mới hết. Hoặc là chúng ta làm 20 lần thì chúng ta xóa sổ được cái 10 lần nghiệp sát đó, thì cái còn lại là phước báo, nó sẽ trổ quả với hình thức là sức khỏe và tuổi thọ. Thì đó là cách thức chuyển nghiệp có kết quả hiện thời mà phù hợp với lời Phật dạy. Xin đi câu hỏi khác. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính xin thầy